Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ Ngược dòng vung đao, tác giả Hương Tiểu Mạch. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho nhiều người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết đam mỹ Ngược dòng vung đao Tập 51 Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Cảnh sát liên tiếp tập trung lực lượng vây bắt nghi phạm và nhân chứng Cuối cùng chỉ thu hoạch được một nhân vật ngoài lề Chịu tội nhẹ nhất là Đàm Thiệu An Hai người còn lại Một chết, một mất tích Thích bạo Sơn nhảy xuống biển Mai danh ẩn tích, sống không thấy người Chết không thấy xác Lúc này, Quách Triệu Bân đã làm một cái xác cứng đờ Nằm trong tủ giữ lạnh Chẳng mấy lâu sau, đống thịt thối khiến người ta gây tởm này sẽ biến thành cho bụi. Căn cứ theo khám nghiệm tử thi và khẩu cung của Lâu La Đồng Lõa đã phải đền tội 3 năm về trước. Chứng thực đôi thiên nhãn của Nghiêm Tiểu đao phát hiện đối tượng cực kỳ chuẩn xác. Người này chính là hung thủ trực tiếp sát hại sĩ quan Lục Hạo Thành. Vụ án do chính tay Quách Triệu Bân gây nên. 22 phát súng đều do gã bắn. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Gã tay sai tội áp tay trời. Hai tay đẫm máu. Rốt cuộc lại bị đồng lõa phía sau dùng một viên đạn diệt khẩu cái đầu nổ tung như quả dưa hấu chín nẫu, bỏ mạng rất đúng lúc. Trong cao ốc trụ sở cảnh sát Yên Thành, áp lực không khí thấp tới mức khó thở, hồ sơ văn kiện trên bàn còn hơi ẩm ướt, dính lại thành một nùi, mép giấy không bay lên được. Từng nhóm cảnh sát viên nhón chân đi qua hành lang, dùng ánh mắt và phương pháp dị tai, thì thầm để trao đổi đủ loại thông tin, đầu thừa đuôi thẹo. Cửa phòng họp đóng chặt, không khí căng thẳng ngột ngạt thấm qua khe cửa. Thứ không khí có tính lây lan này tràn ngập hành lang, mọi người cùng trở lên lo lắng như bị dính virus. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào tiến trình thẩm tra trong phòng họp. Nhân vật bệ nghệ oai phong, đại giá quang lâm phòng họp hôm nay chính là chủ tịch lương, triệu phú bậc nhất yên thành, đồng thời cũng nằm trong danh sách điều tra của tổ chuyên án. Lương Thông ngồi trên ghế dựa mềm mại, giống như tham dự buổi họp mặt hội đồng quản trị hoặc buổi đàm phán làm ăn rất bình thường. Mí mắt khép hờ, khi chết và tác phong cực kỳ lão luyện, khuôn mặt người này như được khắc từ vật liệu đá cực kỳ tinh khiết và quý giá hai gò má gầy gò sắc sảo như dao gọt da mặt sáng bóng trơn tru lạnh lẽo khi thế rất mạnh nhưng cảm giác vẫn thiếu hơi ấm và tình người đây là ấn tượng sâu sắc của người ngoài đối với lương thông ngồi đối diện qua bàn tròn là vài vị lãnh đạo cùng phối hợp với tổ chuyên án thấp nhất cũng là cấp cục một trong số đó là bảo chính uy trích lời của tiết khiêm cục trưởng cũng khổ phép nhỉ mấy vị lãnh đạo nhà môn yên thành vừa gàn vừa khậy, chẳng coi lũ tiểu tốt ở cái địa phương khỉ ho cò gáy chúng ta ra gì phối hợp phá án còn chẳng có chỗ của chúng ta không cho chúng ta quyền phát biểu thỉnh thoảng lắm mới có một vụ lớn thế này xếp lại được quây quần ngồi với mấy ông to đúng là khổ ra phết đấy song phương vẫn chưa dương cung bạt kiếm đều là nhân vật có máu mặt thậm chí vài người còn ngấm ngầm quen biết mấy tháng trước vừa thoải mái phanh bụng uống rượu chơi gái cùng nhau trong câu lạc bộ bây giờ hai bên đối chọi mở mồm ra là hoàn huyên khách sáo làm bộ làm tịch lãnh đạo đưa cho lương thông một bao thuốc lá xa xỉ lương thông khách sáo vài câu từ cặp táp rút ra một hộp xì gà còn xa xỉ hơn nhãn hiệu nước ngoài chẳng ai biết phân phát cho các lãnh đạo đang ngồi lương thông cẩn trọng khách sáo nhưng cũng không ân cần quá mức lúc mở xì gà cũng không nhấc mông khỏi ghế trụ vững như thái sơn điệu bộ cũng hiền ngang lắm chỉ là hỗ trợ điều tra câu hỏi bắt đầu xuất hiện giữa lúc chuyện trò tàn gẫu lãnh đạo chủ thẩm hỏi ngài lương này trước đây vài ngày có vụ nổ súng xảy ra trên phố triều bắc ngài có quen biết quách triệu bân không lương thông trả lời tất nhiên có quen anh ta là chủ tịch tập đoàn diệu quang tại yên thành chúng tôi mọi người cũng thường qua lại chủ thẩm hỏi ngày hôm đó anh ta bị cảnh sát truy bắt trốn vào câu lạc bộ cẩm tú hoàng đình của ngài lúc ấy ngài có biết không lương thông nói tập đoàn của tôi có cổ phần tại cẩm tú hoàng đình nhưng tôi không trực tiếp điều hành Tôi phải xử lý rất nhiều nghiệp vụ, vì vậy các câu lạc bộ đều do cấp dưới quản lý, thỉnh thoảng tôi mới đến kiểm tra. Lúc đó tôi cũng không có mặt, tôi hoàn toàn không biết Quách Triệu Bân chạy tới chỗ đó. Chủ thẩm nhắc nhở lão. Lúc đó Quách Triệu Bân bỏ trốn từ chính phòng làm việc của ngài, sau đó lập tức xuất hiện trong khách sạn của Lương Thị ngay bên kia đường. Nói cách khác, tại sao Quách Triệu Bân biết trong phòng làm việc của ngài có lối đi bí mật? Lương Thông nở nụ cười cam chịu, xen lẫn vẻ hờ hững. Anh Quách Triệu Bân này Tôi xem thưởng anh ta Tin lầm anh ta Anh ta có đặt một phòng riêng tại Cẩm Tú Hoàng Đình Là khách quen của chúng tôi Không ngờ anh ta lại là người như thế Phòng làm việc của tôi có lối đi riêng Ban đầu thiết kế như vậy để phòng khi hỏa hoạn Lãnh đạo như tôi còn chạy được ra ngoài Không ngờ lại bị Quát Triệu Vân phát hiện Người này danh mà lắm Rõ ràng lợi dụng tôi Xảy ra chuyện thì đổ lên đầu tôi Lãnh đạo có lối thoát hiểm riêng hả Mẹ kiếp, chém vãi Đúng là lão cáo giả chuẩn bị trước hết rồi Trồi chảy chót lọt ghê cơ Phủi tay sạch luôn Ý lão là họ quách ngu xuẩn kia của quạng kiểu gì Lại chạy đúng vào cái thang lộng lẫy của chủ tịch lương Chủ tịch lương có tiền có thế Chỉ là con thỏ ăn cỏ không ăn thịt Chưa bao giờ hại người Hoàn toàn vô tội Nhóm cảnh sát đi đầu trong tổ chuyên án liên hợp Đều là đội trưởng đội hình sự Bán mạng ra sức làm việc Nhưng lại không có tư cách ngồi vào ghế chủ thẩm Lúc này đang tập trung ở căn phòng bên cạnh Theo dõi màn hình lớn cùng chứng kiến diễn xuất lão luyện thượng thừa của chủ tịch lương tích khiêm đứng tại vị trí xa nhất cắn chặt đầu lọc thuốc đứng từ xa mới dễ dàng quan sát gương mặt khá giống lương hữu huy trên màn hình nọ không hổ là cho con ruột thịt người nhìn đã nhận ra ít nhất bảy tám phần tương đồng từ ngũ quan và dáng dấp khuôn mặt cùng là khuôn mặt dài mắt hai mí mũi cao khá ưa nhìn nhưng khí chất của hai cha con khác nhau một trời một vực cha là lão thỏ già mắt đỏ dã tâm sâu kín đối với ai cũng tỏ vẻ lạnh lùng tránh xa ông đây ra đứa con lại là chú thỏ trắng ngốc nghếch vô hại trên mặt chỉ thấy rạt rào em ra sức lắm lại đây ngủ với em nà chủ tọa hỏi quách triệu bân rơi vào vòng vây của cảnh sát tại khách sạn lương thị bất ngờ bị ám sát là ai ra tay lương thông cực kỳ trấn tĩnh không mảy may dao động các ngài hỏi nhờ người rồi tôi không biết đâu mạng người là chuyện tài trời bản thân tôi không đảm đương nổi tôi chỉ là một doanh nhân bình thường tôi tập trung kiếm tiền Chứ tuyệt đối không bao giờ lấy mạng ai Chủ thẩm hỏi Nhưng theo nhật ký cuộc gọi mà chúng tôi điều tra được Trước khi chết Quách Triệu Bần đã gọi vài cuộc điện thoại Trong đó có hai cuộc gọi tới số của Ngài Lương đây Lương Thông vẫn chưa châm điếu xì gà trong tay Chỉ thỉnh thoảng đưa lên mũi hít ngửi hương thơm ngào ngạt Lúc này mới khẽ vân về Đúng Xếp Quách muốn nhờ tôi cứu giúp Lúc đó tôi chỉ khuyên anh ta nhanh đi đầu thú Khuyên nhủ anh ta khoảng hơn 10 phút phạm sai lầm thì nên thú tội và giải thích rõ với cảnh sát hy vọng được pháp luật khoan hồng chứ chạy tới chỗ tôi làm gì một câu tài tình xoay chuyển tình thế đồng lõa gây án lập tức đắp nạn bản thân thành danh môn chính phái chính trực người người phòng họp rơi vào cục diện bế tắc không khí nặng nề cục trưởng bảo ngay từ đầu đã không lên tiếng chỉ lặng lẽ dự thính âm thầm bất mãn với những câu hỏi khách sáo và qua quýt lấy lệ giữa bầu không khí nặng nề ông đột ngột tung đòn sát thủ khiến kẻ địch không kịp trở tay ông có quen biết lục hạo thành không ánh mắt lường thông trượt lay động gượng gạo lắc đầu chưa từng nghe tên tôi không quen ông chắc chứ bảo chính uy khẽ nhíu mày hạ giọng nói ba năm trước nghi phạm quá triệu bân sát hại một cảnh sát tên gọi lục hạo thành mà ba ngày trước khi bị sát hại lục hạo thành từng đến cẩm tú hoàng đình của ông vì sao quá triệu bân sát hại sĩ quan lục chuyện này không liên quan tới ông sao Quách triệu bân không làm việc cho ông sao lương thông từ đầu tới giờ vẫn đối đáp chui chảy lúc này trượt cựng lại yết hầu giật lên một cái các lãnh đạo còn lại cũng khá bất ngờ không ai hay biết vấn đề then chốt này vậy sao lương thông nhớ mày bộc lộ ánh mắt tinh danh khôn khéo sĩ quan lục từng đến chỗ tôi sao vậy chắc sĩ quan lục là đàn ông rồi những chuyện như vậy <laughs> không tiện nói ra ngoài dù sao thì chất lượng dịch vụ của câu lạc bộ chúng tôi cũng rất có tiếng người làm ăn ai cũng biết Viên chức không chống lại được cám dỗ Để lút tới chơi cũng nhiều Sĩ quan lục có mắt nhìn đấy Chắc là vừa ý mỹ nhân nào đó trong câu lạc bộ rồi Nhưng tôi thật sự không quen biết đồng chí này Phòng theo dõi bên cạnh Vọng ra tiếng chửi đồng giận dữ Xôn xa ổn nã Tiết khiêm cắn nát đổ lọc thuốc Còn mẹ nó chứ Để thoát khỏi hiểm nghi vụ án quách triệu bân Lương thông không tiếc lột trần đường dây mua bán mại dâm vi pháp của mình Chính miệng thừa nhận câu lạc bộ cẩm tú hoàng đình Là một nhà chứa cao cấp tiện thể đổ vấy tội danh chơi gái lên đầu Lục Hạo Thành. Dù sao lúc này, cả nghi phạm và người bị hại đều không còn trên nhân thế, chết không đối chứng rồi. Sau khi án mạng xảy ra 3 năm trước, cảnh sát cũng từng điều tra hành tung của sĩ quan Lục. Nhưng toàn bộ dữ liệu từ camera giám sát tại Cẩm Tú Hoàng Đình bị cố tình xóa bỏ, không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào. Cuộc điều tra cũng bị nhân tố bên ngoài nào đó quấy nhiễu. Cuối cùng bị phó mặc ngó lơ. Nhưng trùng hợp làm sao, ba năm sau quách triệu bân cũng phơi thầy trong phạm vi 200 m ngay gần cẩm tú hoàng đình bảo chính uy bình thản nói với lương thông nếu sĩ quan lục tới địa bàn của ông để tiêu khiển phiền ông lương cẩn thận về hỏi lại xem cậu ta đến tìm nhân viên nào tên gọi là gì tưởng xảy ra chuyện gì có những ai chứng kiến chúng tôi cần nắm rõ câu chuyện từ đầu đến cuối cuối cùng cục trưởng bảo quẳng thêm cho lương thông một câu ông biết gì thì cứ thẳng thắn giao nộp đừng che đậy cho người đứng sau công hiến toàn bộ thanh danh và gia tài bao nhiêu năm của mình như thế có đáng không khuôn mặt lạnh lùng như tảng đá của lương thông run lên thấy rõ tảng đá ngoan cố này cũng sắp vỡ vụn rồi tiết khiêm bỏ đi lúc tiệc trả ở bên phòng bên còn chưa tàn cuộc không muốn tiếp tục nhìn mặt chủ tịch lương nhìn thấy cái miệng mấp máy lúc nói chuyện của lão cả mắt và cổ họng gã đều khó chịu lương thông cất hộp xì gà bằng gỗ đàn hương ung dung bình thản bắt tay với các lãnh đạo cục trưởng bào cố tình đi vòng qua bàn tròn lướt qua lão từ phía sau hạ giọng chỉ để hai người nghe thấy ép hỏi chắc cũng quen với chàng trai họ lăng chứ nhỉ lăng hà ấy lương thông bắt tay cục trưởng bào bàn tay cứng cỏng lạnh ngắt nhưng khuôn mặt vẫn rất bình thản không quen những lời này của bào chính uy chỉ để thử mà thôi nhưng chắc chắn lương thông biết nội tình trước cổng cục cảnh sát thành phố đã có xe hơi chuyên dụng màu đen và tài xế vệ sĩ đợi sẵn chủ tịch lương dạo một vòng nha môn lông tóc vô thương rút lui toàn thây bỏ lại phía sau một trận mắng chửi đầy phẫn nộ cục trưởng bào rời khỏi phòng không khỏi sầm mặt hiếm khi chỉ thể một câu bà chính uy nói với tiết khiêm người này lợi hại nhưng có sơ hở sơ hở lớn nhất của lão chính là kiên quyết tỏ vẻ dửng dưng khi chúng ta liên tục nhắc tới cái chết của quách triệu bân thậm chí của lục hạng thành lão đã biết trước việc quách triệu bân sẽ bị diệt khẩu thậm chí biết cả vụ án của hạng thành nhất định lão cũng biết tại sao lăng hà tới đây chắc chắn lão ngấm ngầm có liên quan thang máy trên phòng làm việc của lương thông từ tầng 8 đi thẳng xuống hầm từ dưới hầm đi lên đường cái thông ra khách sạn của lương thị qua điều tra sơ bộ cảnh sát phát hiện lối đi bí mật này được trùng tu lại từ đường giao thông của một ga tàu điện ngầm bỏ hoang ngày trước rõ ràng là thi công trái phép gây nguy hại đến an toàn cộng đồng đục đẽo như thế nhỡ phố triều bắc sập xuống thì sao nhưng đám người có tiền có thế cứ ngang nhiên đục đẽo Thành quản chỉ quản được những người buôn bán nhỏ lẻ bên lề đường, sau quản đồ chủ tịch lương? Lần này để dụ Quách Triệu Bân ra khỏi cẩm tú hoàng đình, Lương Thông không ngại phơi bày thang máy giấu kín phía sau tủ sách trong văn phòng lão. Cái hang chuột này vốn là lão chuẩn bị cho mình, không ngờ bị gã súc sinh kia làm hỏng, suýt thì bại lộ cả ván cờ. Tình thế đã cấp bách như vậy mà còn để cho Quách Triệu Bân chết ngay trong địa bàn của mình. Quách Triệu Bân này phải quan trọng cỡ nào? Nói chẳng ra, Quách Triệu Bân là một truyền kỳ từ nông dân vùng lên thành lãnh đạo tư bản người không biết nội tình còn tưởng đây là một câu chuyện truyền cảm hứng cho ý chí quyết tâm thay đổi địa vị xã hội nhưng xã hội tư bản này làm gì có câu chuyện nào thật sự hào hùng như vậy đàn ông chủ động quỳ xuống đàn bà chủ động hầu ngủ nhưng bánh mang tên lợi ích trong cái giới này to và nặng như thế anh muốn được chia một phần thì còn phải xem cái đùi anh đang bám vào có đủ lớn hay không người khác có sẵn lòng chia mẫu nào cho anh hay không một gã chủ doanh nghiệp xuất thân nông dân quan hệ xa xôi đại bác bắn không tới tại sao phải sát hại sĩ quan lục nhất định phải vì nguyên nhân nào đó nên có người sai kiến gã gây ra huyết án này Tiết khiêm ngồi trong xe cảnh sát suy đi tính lại nảy ra ý tưởng rút củi dưới đáy nổi hỏng phá giải cục diện bế tắc bấm điện thoại nghiêm tổng à cũng biết giọng này tâm trạng anh không tốt nếu không phải vì vụ án của đàn anh thì tôi cũng không muốn nhờ anh hỗ trợ đâu quả thật nghiêm tiểu đao có vẻ không được khỏe giọng khản đặc như đang chật vật vì cảm lạnh anh nói đi. Tiết Khiêm nói, ba ngày trước khi sĩ quan Lục bị sát hại, cũng chính là ngày 19 tháng 4 ba năm trước, anh ấy từng đến Cẩm Tú Hoàng Đình, nhưng không biết đến để điều tra việc gì hay gặp gỡ nhân vật quan trọng nào. Camera giám sát hoàn toàn không có dữ liệu, không tra được khẩu cung. Tôi biết anh quen biết một số người trong đó. Ví dụ cô gái đi cùng anh hôm trước, tôi thấy hai người đi với nhau trong đoạn ghi hình. Đều là người quen cũ, bây giờ không qua lại nữa. Từ trực giác, nghiêm tội đao muốn từ chối lời đề nghị này ngay lập tức. Đội trưởng Tiết à, làm chuyện này tức là lợi dụng quan hệ và tình cảm ngày xưa, không nên đâu. Tiết kiềm buột miệng, nhưng anh khéo ăn nói với phụ nữ nhất còn gì. Nghiêm tội đao chuyển đề tài. Đội trưởng Tiết này, thực ra ngay bên cạnh anh cũng có một gián điệp rất dễ nói chuyện mà. Sao anh không đi hỏi người ta xem? Ngày 19 tháng 4 ba năm trước, có lẽ cậu ấy cũng có mặt, rất có khả năng cũng nhìn thấy gì đó rồi. Tiết Khiêm im lặng thật lâu, cuối cùng bực dọc nói. Thế thì tôi cũng khác gì lợi dụng quan hệ tình cảm. Tôi không hỏi đâu. Tiết Khiêm dập máy xong, mới tự thấy mình bộp chụp, nổi giận với nhiên tiểu đao làm gì. Bản thân gã mới ngốc ngách ngờ ngực. Người ngoài nhìn một cái đã biết ngay cảm xúc thật của gã thế nào. Gã thỏ một tay ra ngoài cửa sổ, không ngừng hút thuốc. Bốn năm đầu lọc bị ném xuống mặt đất bên cạnh chiếc xe, cuối cùng vẫn bấm số của lương thiếu gia. Hữu Huy, ngày hôm nay tôi ở Yên Thành, Phòng 1208, khách sạn Sùng Sơn Tối nay gặp nhau không? Tôi đợi cậu Nghiêm tổng không được khỏe Tạm ở nhờ trong căn cứ lâm thời của Ngài Lâm Tại tân khu Lâm Loan Hắn ngắt máy với đội trưởng tiết Tiếp tục ngửa mặt, chui vào ổ chăn Cơ thể chốc chốc lại giật nảy lên Chỉ được ngăn cách bởi một lớp da yếu ớt Nhiệt độ bên trong và bên ngoài Thân thể chênh lệch quá lớn Từng luồng khí nóng hầm hập lan tỏa trong phạm vi một cánh tay Lại càng khiến hắn rét run cả người Nghiêm tiểu đao suốt cao hai ngày Dù cơ thể khỏe mạnh cường tráng cỡ nào Hắn cũng không phải bê tông cốt thép trùng quy vẫn được làm từ máu thịt Có tâm, có nghĩa, có tình Trải qua bao nhiêu nhấp nhô lên xuống Bị dày vò tinh thần trong thời gian dài như vậy Cuối cùng hắn không chống chọi nổi Lúc đổ bệnh thế này Hắn rất biết ơn Lăng Hà không đưa hắn về nhà Dưới quan điểm và tâm tư của Lăng Hà Nghiêm tiểu đao à Anh định quay lại nhà cũ của cha nuôi hay định về biệt thự bờ biển gặp mẹ nuôi? để mẹ anh trông thấy bộ dạng hồn siêu phách lạc thất thà thất tiểu lúc này của anh rồi chẳng mấy chốc cũng biết luôn chân tướng sự việc đó đâu phải thượng sách vì thế ngày hôm đó lăng hà lái xe chở hắn dọc theo quốc lộ bên bờ biển hoàn nguèo đi tới trụ sở bí mật sớm tối mỗi ngày ngồi xem chiều dâng chiều hạ ngắm nhìn cảnh sắc biển trời một màu tòa nhà này bên ngoài tiêu điều sập dệ bên trong trống trải hoang tàn vách tường chẳng chỉ hình vẽ cầu thả độc đáo và đầy ý nhị Làng Hà bỏ ra chút tiền, thuê lại căn nhà xưởng được tân trang thành phòng vẽ tranh của mấy nghệ thuật gia. Thực ra hiện giờ y cũng rỗng túi, chẳng khác gì đám thanh niên văn nghệ nọ. Làn chui ngoan cường điển suyết khoảng sân trồng chất cỏ khô, bức tường bong chóc phụ đầy tranh vẽ, phảng phất toát lên tư tưởng văn nghệ chán trường. Căn nhà xưởng sập sệ này còn không có vách ngăn giữa các phòng. Thua cả nhà hầm tập thể của dân ngoại tỉnh trên thành phố làm thuê tại Yên Thành. Lăng Hà và mọi người ở chung trong một gian phòng lớn, ngăn cách nhau bằng vải rèm. Chỉ là khi ấy, Kim Tiểu Đao ngẩn ngơ lơ đáng, không chú ý tới kinh tế túng quẫn của Lăng Hà. Kim Tiểu Đao nhắm mắt nằm nghỉ, qua hàng mi khép hờ, hắn nhìn thấy bóng dáng song ròng mang theo mùi hương quen thuộc ùa đến. Lăng Hà dùng đầu lưỡi tách mở đôi môi nóng hầm hập của hắn, cứng cỏ nhét vào một chiếc nhiệt kế lạnh như băng. Đừng hôn tôi, virus đấy. Kim Tiểu Đao rên rỉ. Chia nửa virus cho tôi đi. Lăng Hà vốt ve chán vào cổ hắn, Chẳng ngờ, còn tiếp tục cạy miệng hắn, chia sẻ nước miếng qua môi lưỡi, đúng là tính tình khủng điên. Cả nước miếng của Nghiêm Tử Đào cũng nóng hổi, cay xè. Nhiệt độ hiện 39,8 độ, sốt cao lắm rồi. Lăng Hà hỏi: "Đi bệnh viện khám nhé?" Nghiêm Tử Đào dùng cánh tay che lại đôi mắt đầy tơ máu. "Không. Định để yên như thế hả?" Lăng Hà nhíu mày. "Anh tưởng anh là cục sắt sao?" Nghiêm Tử Đào nói. "Tôi không bệnh, chỉ có chịu trong lòng thôi." hắn rất hiếm khi đổ bệnh thỉnh thoảng một trận sốt cao thế này lại hút sạch toàn bộ sinh lực tích cóp vài năm của hắn hai má cũng lõm xuống qua đôi mắt khép hờ, hắn thấy lăng hà xuất hiện vài lần đắp khăn lạnh hạ nhiệt cho hắn mặc dù phương pháp hạ nhiệt vật lý thủ công này chỉ như muối bỏ biển chẳng có tác dụng gì kim tổ đao vẫn chìm trong vòng tuần hoàn vừa nóng vừa lạnh khổ sở vô cùng lăng hà sốt ruột nhìn quanh tự nhiên cảm thấy cửa sổ nhà xưởng sập sệ này rất khó coi nắng chiều sắp dọi tới giường của tiểu đao rồi qua tấm rèm ngăn cách lăng hà xương ngón tay nói với người trên chiếc giường bên cạnh Trí tú trèo rèm lên cửa sổ kia hộ tôi Đang chiếu vào ngày nghiêm rồi mao chí tú hé đôi mắt nhập nhạt buồn ngủ liếc nhìn khung cửa sổ cao chừng hai tầng lầu cao thế chắc mèo mới trèo lên được quá lăng hà nói anh tú không phải mèo hả mao chí tú hử một cái sếp ơi hay sếp nuôi hẳn con mèo xịn đi lăng hà biết tiểu đội trưởng mao chỉ cố tình làm bộ làm tịch thành phải rời gót ngọc đến bên giường Mao Trí Tú, vỗ về búi tóc trên đầu tiên cô, đấm bóp cánh tay cho tiên cô, cuối cùng ngồi xuống giường bóp vai đấm lưng cho tiên cô. Nè, xuống chút nữa, xuống chút nữa. Mao Trí Tú sung sướng nằm úp mặt, giơ tay chỉ điểm. Đúng rồi, chỗ đó đó. Úi da, eo của em chịu không nổi ván giường cứng ngắc này mà. Lên trên xíu đi, mạnh thêm tí nữa. Lăng Hà hết nhịn nổi. Sao không bảo Huệ Trân đấm bóp cho? Cô ta giỏi hơn tôi chứ. Mao Chỉ Tú ngóc đầu khỏi gối, hai mắt sáng ngời. Sếp à, không bắt sếp đầm bóp thì sao cười nhạo sếp được đây? Kim Tiểu Đao không nhịn được phì cười. Lăng Hà hồn hển bị giận, thỏ tay nhéo cái mông vảnh của cô nàng. Mao Chỉ Tú bịt mông, vội vàng kêu cứu. Ngài nghiêm ơi! Kim Tiểu Đao khàn khàn cười. Hai cô cậu cứ tiếp tục diễn đi, đừng ngại tôi. Còn mèo xấu tính, Lăng Hà mắng. Ý lặng lẽ xác nhận trong lòng Mình là người đã có bạn đời quả thật chỉ nên đùa giỡn có chừng mực với chi tú. Mà cô nương đã hoàn thành mục đích, thêm mắm dặm muối cho đôi tình nhân này. Tự cảm thấy thành tựu, bèn đứng dậy khỏi giường, cười toe toét đi treo rèm. Chuyện cười này khiến cơn sốt của nghiêm tẩu đao hạ xuống một chút, không còn đau đớn như lúc trước. Hắn biết Lăng Hà giật lòng lo cho hắn. Lăng Hà đút cho tiệu đao một bát mì trứng, lại uống thêm một liều thuốc hạ sốt, sau đó dém chăn kín kẽ. Lăng Hà nằm nghiêng, ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy của hắn. Lăng Hà cởi quần áo ngủ của Tiểu Đao, nhanh nhẹn lột sạch hắn, đồng thời cởi luôn quần áo của mình, lấy tràn phủ kín. Dù sao gian phòng tập thể này vẫn còn không ít người, tiếng chuyện trò hoạt động từ xung quanh vọng lại, dù cách một tấm rèm, nhìn Tiểu Đao vẫn thấy ngạc nhiên khi Lăng Hà làm vậy với hắn. Hai cơ thể áp sát, da thịt kề da thịt, làn da đang giằng co giữa nóng và lạnh của Nghiên Tiểu Đao được bao bọc bởi một thân thể ấm áp, cảm nhận đôi tay không ngừng vuốt ve hắn, Lồng ngực kể sát hắn, kiên trì chuyển hơi ấm cho hắn. Một lát sau, nghiên tự đao nói Tôi cứng mất rồi. Lăng Hà cười nhạo. 39,8 độ mà còn cứng được. Đúng là anh không bệnh thật. Nghiêm tự đao nói. Cậu cởi hết như thế tôi không cứng mới là bệnh ấy. Khóe miệng Lăng Hà khẽ cong lên. Ung dung hạ kết luận thầy hắn. Anh chẳng bệnh chút nào. Hình như đã lâu không thay mặt như vậy. Càng buồn chồn thấp thỏm lại càng nhung nhớ sự dịu dàng hiếm có của người kia. Kim Tiểu Đao nghiêng người sang, chùi mặt vào hõm vai Lăng Hà. Lặng lẽ cọ cọ, sau đó kéo một bàn tay Lăng Hà đặt lên bộ phận đã run rẩy ngóc đầu của mình. Tư thế này của hắn rõ ràng học được từ Hùng Gia. Hùng Gia giúp trong ổ chó từ sáng đến tối gạ gẫm này nỉ vợ, cũng lăn lộn cọ lông y như vậy. Lăng Hà dùng tư thế nằm ngang, ngầm nghĩa vút ve nghiên tiểu đao, vén một góc chăn, khom lưng cúi đầu trong vô thức, Hành động bất ngờ này khiến nghiêm tiểu đao đang nằm ngửa phải giật mình. Cơ bắp hai chân tức khắc cứng còng, đầu óc vốn đang tròn váng vì cơn sốt. Lúc này, chút ý thức còn sót lại cũng bị thiêu đốt tới bay biến. Hắn cho rằng, Lăng Hà định làm chuyện kia cho hắn. Động tác khom lưng cúi đầu của Lăng Hà cực kỳ lưu loát và trôi chảy. Muốn làm chuyện âu yếm rất hiển nhiên này cho bạn đời, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ hay mất tự nhiên. Tiểu đào cũng từng dịu dàng làm vậy cho y rồi. Nghiêm tiểu đao chấn động vì hành động trước mắt, vượt ra khỏi ý thức của hắn, vật bên dưới mãnh liệt trỗi dậy vươn lên tạo thành một góc cao chót vót bên trong quần lót nhìn tiểu đao nằm im không nhúc nhích một nửa vì mất sức nửa còn lại vì không dám tin chắc là sốt cao quá gặp ảo giác rồi đỉnh tròn đỏ thẫm thình lình bung ra khỏi vật cản lăng hà ở quá gần hai tròng mắt co rút như bị thứ vũ khí sắc nhọn nào đó đâm phải đôi mắt xanh nhạt thấp thoáng màu đỏ sẫm lăng hà gần như đã dùng miệng chạm tới nhưng sự ngắt phanh lại sau đó khẽ rời mắt đi nhìn đào cũng đã nhận ra chuyện này không được lăng hà giống như đang chọc thủng cô vàn trứng ngại tầng tầng lớp lớp đối diện với nhàn thạch nóng chảy và ngọn lửa cuồn cuộn ngút trời phía trước liều lĩnh nhún người nhảy qua nhưng nhảy tới nửa chừng mới phát hiện mình nhảy quá sớm chắc chắn không qua được vì thế sự ngát giữa không trung chẳng mấy chốc sẽ theo góc vuông mà rơi xuống đáy vực dùng tay được rồi nhìn tiểu đao kéo lấy lăng hà nhấc y lên khỏi hố lửa hắn thấy hơi lo lắng khẽ bảo không cần làm thế, dùng tay đi Thân thể hai người đều nóng hầm hập Nét mặt lăng hà cũng không quá mức gian nan khốn khổ Chỉ nằm bò trên đùi hắn Rũ mát lầm bầm Anh nhảy xuống biển vì tôi Tôi lại không thể nhảy xuống hố lửa vì anh chắc Sao lại thế được Nhìn tiểu đao còn tưởng mình nghe nhầm Hai ngày lăng thật sự biết thuật đọc tâm Hắn vẫn lấy tay che lại mình Nhét vũ khí vào vỏ Đừng quấy nữa, không cần thật mà Lăng hà nhất quyết không tha Vẫn muốn thử một phen tình huống rằng co qua lại đã nghiện còn ngại trên giường này cũng khá mới mẻ bên trong tấm rèm hai người dùng động tác khó nói chỉ kéo lẫn nhau cuối cùng lăng hà chiến thắng qua lớp quần lót cúi xuống ngậm lấy tiểu đao hôn tiểu đao nhìn tiểu đao cảm giác như mình sắp bị hỏa táng quanh thân nóng rực hơi nóng bốc lên cả người hắn biến thành dòng nước thép hôm sau nghiêm tiểu đao lén giấu lăng hà gọi cho tô tinh hẹn thời gian và địa điểm gặp gỡ vào buổi tối Ngoài mặt, hắn từ chối khéo lời đề nghị của đội trưởng tiết, nhưng trong lòng vẫn thấy không yên. Hành tung của sĩ quan lục trước khi bị sát hại và hồ rượu sừng thịt hậu cung của giới thượng lưu tên gọi Cẩm Tú Hoàng Đình này chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Chuyện này không những chỉ là để báo thù giải oan cho sĩ quan lục, mà riêng cái họ lương kia cũng đủ khiến hắn bất an, nghi hoặc, dối như tơ vò. Cùng trăng tối hôm đó, Yên Độ Đao và đội trưởng tiết đồng thời hẹn gặp gián điệp riêng của họ, hai bàn tay từ hai phương hướng kín đáo phủ đi cho bụi cố gắng tìm kiếm dấu vết để lại của ác quỷ vô hình hoành hành tác quái ăn tươi nuốt sống người ta suốt những năm gần đây nghiêm tiểu đào hẹn gặp tô tiểu thư tại phòng riêng trong một câu lạc bộ ở lâm loan ngồi lên taxi rồi hắn mới tiền trảm hậu tấu nhắn tin cho ngài lăng tôi đi gặp tô tinh hỏi manh mối sẽ về sớm đừng sốt ruột đã quá quen thuộc với mảnh đất quê nhà này hắn cố tình chọn một địa điểm thanh tịnh bình yên khác với mấy câu lạc bộ như cẩm tú hoàng đình hay vũ nhuận thiên đường nơi này rất sạch sẽ không nơi gà cũng không đẻ trứng khách khứa ăn chay niệm phật thanh tâm quả dục chỉ đến uống trà trò chuyện ngắm cảnh ngắm cá bơi bên trong câu lạc bộ nồng nàn hương thơm thấm đẫm lòng người đèn đuốc và hoa sen dưới hồ cùng sáng lung linh nghiêm tử đao ngồi xếp bằng bên chiếc bàn bện từ trúc pha trà cho tô tinh chén trà và dụng cụ pha trà lại tức khắc bị tô tinh giành lấy Tổ tình làm những việc nhỏ này rất thành thạo, tao nhã, tinh tế, thông tuệ. Hiện tại, cô là cô nương thuộc phái văn sĩ, được thượng khách yêu thích nhất. Ngực to mông bự, cử chỉ dung tục, khoe sắc thịt hồn ngộn đã hết thời rồi. Hoa xe nở giữa hồ, am hiểu thi thư lại được hoan nghênh hơn. Bây giờ làm nghề gì cũng khó, đi đầu cũng cần bằng đại học cao đẳng và các loại chứng chỉ chuyên ngành. Tổ tình nhoẻn cười ngọt ngào. Em đọc xong 15 năm vạn lịch rồi, tiểu đao giới thiệu thêm cho em vài cuốn nhé nghi tiểu đao nói tôi chịu thôi dạo này thịnh hành thể loại gì tôi tình đáp chính là mấy cuốn sách bình thường anh thích đọc đàn ông đều thích thể loại đó em muốn mở mang thêm kiến thức để trò chuyện với họ nghi tiểu đao lục lại trí nhớ hàm hồ giới thiệu một đống sách giải trí như The Cambridge History of China chiến lược nam hải 600 năm lịch sử đô thị thiên tân Steve Jobs hàn huyên song xuôi nhưng tôi đao vào thẳng vấn đề Tô Tinh Tôi hỏi em một chuyện rất quan trọng Ngày 19 tháng 4 3 năm về trước Em có ở Cẩm Tú Hoàng Đình không? Vừa dứt lời Tự hắn cũng thấy mình làm khó người ta quá rồi Tự nhiên kéo người ta lại Hỏi chuyện xảy ra vào một ngày nào đó từ 3 năm trước Ai trả lời nổi Quả nhiên tô tiểu thư yểu điệu nhíu mày 3 năm về trước Sao em nhớ được Tô Tinh không phải nghệ nhân ký hợp đồng chính thức Dưới chướng chủ tịch lương Cô là người ngoài là hoa khôi có lai lịch trong giới, thường xuyên được thượng khách hẹn gặp tại Cẩm Tú Hoàng Đình ở Yên Thành, hoặc nhờ đi cùng tới yến tiệc thường niên để phô trương thanh thế. Quản lý Cẩm Tú còn phải trả thêm phí ra sân cho cô. Nhìn Tiểu đao không muốn nhớ lại năm đó mình từng gặp tô tiểu thư bao nhiêu lần, mỗi lần ở những đâu. Hắn chỉ định vắt óc, mò ra vài mảnh ký ức vụn vặt hữu hạn để dẫn dắt dòng suy nghĩ và hồi ức của cô. Tô Tinh lại chăm trả cho tiểu đao, ánh mắt thoáng nhìn gợn nước trong chén. Một hình ảnh lướt qua gợn nước Bàn tay cô khựng lại giữa không trung. Kim tiểu đao nhanh trí bắt được. Nhớ ra gì sao? Tổ tình mơ màng ngước lên. Ngày 19 tháng 4. Em nhớ rồi. Đúng là em ở Cẩm Tú. Hôm ấy là sinh nhật của một người chị em họ Hoàng. Hoàng tiểu thư ký hợp đồng thường trú với Cẩm Tú. Cô ấy hẹn mấy chị em thân thiết đến mừng sinh nhật. Em còn mua tặng cô ấy bánh ngọt và đồ trang sức. Chính là hôm đó. Kim tiểu đao thở vào, lại nói một hơi. Các chị em cùng đón sinh nhật vậy tối hôm đó em có gặp người nào khả nghi hoặc vị khách mời nào không ăn nhập lắm với không khí náo nhiệt ở đó không? tổ tình rất thông minh vừa nghe đã hiểu từng bước nhớ lại trong sảnh người đến người đi ồn ào lắm toàn là đàn ông và bầu bạn đi kèm em thật sự không nhớ hết được chúng em uống rượu hát karaoke ở một gian phòng yên tĩnh trên lầu sau đó đỉnh ra vào phòng chúng em khăng khăng ép chúng em cùng uống rượu nghiêm tiểu đào nhấp một ngụm trà chả nóng rực từ đầu lưỡi xuống lồng ngực, nhưng sống lưng chợt lạnh toát. Đình ra gì? Đình ra nào? Tô Tinh Thỏ Thể là một đại thiếu gia trong giới quan hệ xã giao, cũng không ký hợp đồng thường trú với Cẩm Tú, thân phận bí ẩn, tất cả mọi người đều gọi anh ta như vậy. Thiếu gia trong giới quan hệ xã giao? Nghiêm Tiểu đào hết sức bất ngờ. Tên gã ta có phải Trương Đình Cường không? Khuôn mặt thanh tú của Tô Tinh lộ vẻ lúng túng. Tiểu Đao, tên anh ta không phải Trương gì đó mà là cổ diệu đình. Em thấy có người gọi anh ta là cổ thiếu gia hoặc đình gia. Bất kể người này được gọi là gì thì họ và tên đều có thể thay đổi. Có một kiểu người sẵn sàng chối bỏ bài vị tổ tiên, nhà thờ dòng họ và tất cả lịch sử đã qua. Nhưng các đặc điểm được cha mẹ ban tặng vẫn luôn hiện diện trên mặt mũi, dáng sấp. Nhìn tiểu đào thẳng thắn đưa ra một bức ảnh chụp, chỉ vào thanh niên đầu chọc bóng loáng, mặt mũi khôi ngô, khí chất lạnh lùng sắc sảo trong ảnh. Đây là ảnh chụp mười mấy năm trước, có phải là người này không?" Tù Tình sửng sốt, cầm bức ảnh quan sát khoảng 5 phút đồng hồ, cũng có phần kinh hãi thất thố. "Tiểu Đao, người này có vấn đề gì sao? Anh ta là tội phạm sao? Em cảm giác đúng là anh ta đó." Tù tiểu thư lấy một cây bút từ túi ngọc trai, bắt đầu ký họa thẳng lên khay trà bằng gỗ. "Một trong những sở trường của cô là hội họa, cô đã tẩm sư học đạo tại Yên Thành." thượng khách có địa vị và biết thưởng thức nghệ thuật rất thích các tiểu thư như vậy chỉ vài nét ít ỏi cô đã vẽ ra thần thái đường nét khuôn mặt của người trong tranh và trong bức ảnh khá giống nhau chỉ là khí chất đã cay nghiệt lão luyện hơn nhưng chẳng ngờ cái đầu chọc nổi bật còn biến thành kiểu tóc đuôi ngựa mà kiểu tóc đuôi ngựa này cũng không giống bình thường cổ thiếu gia hay nói đúng hơn là cổ đại gia đường nét sắc sảo khôi ngô phần cổ thô giáp to lớn dáng dấp cường tráng mỗi sợi tóc trên đầu đều dựng lên như một cọng dây thép được tết lại thành chiếc đuôi ngựa ngắn sau gáy khí thế mạnh mẽ khiếp người theo vần gỗ trên khay trà thẩm thấu ra ngoài nhưng tổ đao nhận ra người trong bức chân dung tô tinh vẽ và người trong ảnh là một chỉ đổi kiểu đầu chọc hung ác du côn thành kiểu đuôi ngựa hào hoa khí khái rất hợp mốt cái tên thật tục tàn bị xóa bỏ chuyển sang dùng biệt danh khá nho nhã nhưng tổ đao có điều chưa hiểu người này cũng phải 40 rồi Lớn tuổi như thế mà vẫn làm thiếu gia quan hệ xã giao. Đôi mắt xinh đẹp long lanh của Tô Tinh thoáng dao động, cô khẽ nở nụ cười. Cái nghề của chúng em, 60 tuổi đứng đường cũng là tiểu thư, thiếu gia, miễn không lập gia đình, không bay ra khỏi lồng chim thì mãi mãi là tiểu thư, thiếu gia thôi. Nghiêm Tiểu Đao đối diện với ánh mắt sóng sánh như nước của Tô tiểu thư, đột nhiên không lên tiếng. Hiện tại, thu hoạch đáng kinh ngạc này đã bao trùm cảm xúc của Nghiêm Tiểu Đao. Hắn vẫn cho rằng mục tiêu mà cảnh sát đang tìm kiếm là tên tội phạm độc ác xấu xa ở Giang Dương, cướp đoạt tiền tham ô rồi cao chạy xa bay. Có lẽ bây giờ cũng đã trở thành thương gia giàu sang phú quý nước tiếng một phương như Thích Bảo Sơn, hoặc thành quan lớn hồ phòng hoán vũ như Du Cảnh Liêm, đến tài xế đàm nhút nhát yếu hèn, trời sinh kém cỏi mà còn lên làm cục phó ở huyện kia kia. Quả nhiên thiên hạ rộng lớn, mỗi người mỗi trí, câu chuyện luôn phát triển theo hướng bất ngờ. Đỉnh gia này thay hình đổi dạng thành cổ Diệu đình nhiều năm qua lại trong các tụ điểm ăn chơi của giới thượng lưu. Chẳng trách, cảnh sát không tìm được hành tung của gã. Bởi vì chẳng ai ngờ tới tình huống này. Nhìn tổ đao trịnh trọng khẩn cầu Tô Tinh. Em nhớ lại thật kỹ xem, trong ngày hôm đó, cổ thiếu gia đã làm gì, gặp ai? Tô Tinh nghiêm túc đáp. Anh ta xuất hiện ở cẩm tú, chắc chắn vì có người chọn anh ta. Anh ta tới gặp người đó, bằng không thì không tới đâu. Nhìn tổ đao xoáy vào mấu chốt. Ai chọn gã? Gã tới gặp ai? Tổ tình nhíu mày thế lực của anh ta lớn lắm giao thiệp rất rộng với các vị quan to và phu nhân có tiền nghe đồn là con rể nhà họ triệu không rõ thật hay giả nhưng tổ đao khó mà tin nổi thần phận của nhà họ triệu trong giới như thế nào dòng dõi ba đời đều là nhân vật tiếng tam lừng lẫy đức cao vọng trọng đỉnh gia này quá bản lĩnh rồi còn rể cơ đấy loại nói hôm đó tổ tình cùng mấy chị em đang thủ thủy tâm sự tỉ muội tỉnh thâm trong phòng riêng Cổ thiếu gia đột nhiên bước vào, hùng hổ ngồi xuống sofa, một mình chiếm trọn ba chỗ, bảo hai cô nương ngồi lên đùi gã, hậu gã uống rượu ca hát. Tôi tình không thích điệu bộ phách lối ngang ngược của cổ diệu đình, lấy cớ đi dặm lại lớp trang điểm để né tránh, không muốn bị người nọ nhúng chàm. Cô không tận mắt chứng kiến tối hôm đó cổ diệu đình đã làm gì. Giả sử tận mắt chứng kiến, e rằng người phải chết chính là cô. chuông báo động vang lên, có người đột nhập phòng vip dành cho khách quý trên lầu vệ sĩ các tầng bắt đầu ra quân sắc mặt kích động sau đó tô tinh nghe được vài lời đồn nói rằng chẳng biết tại sao một người đàn ông lấy được thẻ từ lên lầu dình coi chọc đỉnh ra và khách quý phẫn nộ gây ra kết cục hỗn loạn rất khó giản xếp nghiêm tựa đao lo lắng truy hỏi vậy rốt cuộc là người nào xông vào phòng vip khách quý mà của diệu đình gặp là ai chẳng lẽ là đám triệu gia nghiêm tựa đao đập nồi dìm thuyền rút ra tấm ảnh chụp chàng trai trẻ mặc đồng phục cảnh sát Hôm đó em có gặp người này không? Người xông vào có phải anh ấy không? Tô Tinh suy nghĩ rất lâu, cố gắng nhớ lại tướng mạo của những người đàn ông cô mới gặp trong 3 năm nay tại Cẩm Tú. Cuối cùng ái náy lắc đầu. Cô thật sự không nhận ra sĩ quan lục. Cho dù Tô Tiểu Thư chỉ nhớ lại một vài ký ức vụn vặt, nhưng vẫn đủ để nghiên tiểu đao cấp bách võ đoán ra một kết luận. Lục Hạo Thành bị hại chính bởi chuyện này. Hôm đó sĩ quan lục đột nhập vào phòng riêng dành cho khách quý tại Cẩm Tú Hoàng Đình chính mắt trông thấy cổ diệu đình và khách quý nọ làm điều gì đó bí mật nghiêm đội đao không tin sĩ quan lục tình cờ đi ngang qua hoặc sơ ý lên nhầm tầng một đội trưởng đội cảnh sát hình sự chính trực ngay thẳng đi tới nơi đó chắc chắn là để tìm manh mối và chứng cứ phạm tội mặc thường phục đơn độc lẻn vào xào huyệt kẻ địch bắt gặp hành vi không thể tiết lộ cho người ngoài bởi vậy mới dẫn tới họa sát thân có lẽ đúng là thế anh biết những người đó mà họ chơi đùa rất quá chớn người ngoài nhìn vào sẽ thấy khó coi Tô Tinh tán thành suy luận của tiểu đao. Quả trơn tới mức gây ra án mạng cũng có, nhưng thanh lý rất giỏi, tuyệt đối không có ai tới tra rõ chân tướng. Thân phận của những vị khách đó rất cao quý, nếu bị người khác chụp được hành vi như vậy, tiếng xấu lộ ra thì địa vị khó giữ. Tiếng xấu lộ ra, dư luận xôn xao, giống như sự việc du công tử thiệt mạng lúc trước, quả nhiên hành vi tội ác nào đó không thể để lộ ra ngoài. Rõ ràng Tô Tinh còn ngập ngừng muốn nói thêm, nhưng vì giữ kẽ trước mặt nghiêm tiểu đao nên đành phải trao chút ngôn từ sao cho thật uyển chuyển. Nhưng qua đôi câu vài lời của cô, Nghiêm tổ Đao có thể trông thấy những khuôn mặt dâm đãng dữ tợn, đám người thác loạn quay cuồng như ma quỷ muối lượn, đạo cụ xấu xí loang lộ máu tươi, những con rối hình người bị độc chiếm, bị tùy ý lăng mạ, ngược đãi, máu đỏ thấm đẫm sàn nhà, vách tường và cung điện trắng lệ vàng son. Tôi tình kiểm chế tới khổ sở, không thể nói thành lời. Đó chính là trò chơi ái tình trong truyền thuyết tại Cẩm Tú Hoàng Đình cực kỳ ít người tận mắt chứng kiến nhưng ai cũng đã từng nghe tất cả những người tham dự bất kể là kẻ ngược đãi hay bị ngược đãi đều là nhân vật lừng lẫy tiếng tăm trước mặt công chúng đây là vụ bê bối tuyệt mật vì vậy cổ diệu đình hoặc nhân vật đứng sau đã hạ lệnh cho gã tay sai quách triệu vân tìm thấy cơ sát hại sĩ quan lục hiện giờ gã tay sai họ quách nối giáo cho giặc đã bị diệt khẩu đây là lời giải thích đơn giản và hợp lý nhất máu đỏ bao trùm căn phòng hành hung vô máu càng lúc càng lan rộng Trần ngập ánh mắt nghiêm tiểu đao Lần này hắn đến không vô ích Tô Tiểu Thư không nằm trong danh sách nghệ nhân ký hợp đồng Vì vậy sau thảm án ngày 22 tháng 4 Cảnh sát điều tra cẩm tú Hòa mắt chóng mặt bởi danh sách nghệ nhân Chuyên hành nghề xã giao Đa dạng phong phú Nhưng lại bỏ sót một gián điệp cực kỳ sáng suốt tinh tường Là Tô Tiểu Thư Số người ít ỏi biết rõ đầu đuôi đã bị uy hiếp biệt miệng từ lâu Hôm nay vật đổi sao rời Ai có thể nói ra chân tướng Lúc đứng dậy nghiêm tử đao choáng váng loạn choạng được tô tinh đỡ lấy tiểu đao anh không khỏe sao nghiêm tử đao cố gắng chống đỡ khoát tay uống nhiều trà nóng quá nhiệt độ cơ thể hơi cao tô tinh cũng nhận ra hắn đang sốt em đưa anh về nhé nghiêm tử đao khẽ thở dốc đừng không cần đâu tô tinh nắm chặt hai tay nghiêm tử đao không buông rõ ràng vẫn còn lưu luyến nhưng cũng hiểu hôm nay tiểu đao hẹn gặp cô tại nơi thanh tĩnh chống trải như phật đường này chính là kín đáo đặt quan hệ của hai người dừng lại trong phạm vi bạn cũ thuần khiết. Cảm ơn em. Nghiêm tử đao hưởng lại một thoáng, nói thêm. Xin lỗi nhé. Nghiêm tử đao không tán thành tiết khiêm chỉ huy hắn làm việc này. Hiển nhiên là lợi dụng tình xưa của cô đối với hắn. Hắn thật lòng ái náy. Đôi mắt tô tinh thấp thoáng ý cười, nhưng tiếng nói lại xót xa. Tiểu đao này, chúng ta biết nhau 8 năm rồi. Anh quen người mới chưa được mấy tháng. Nếu như nếu như ngày xưa em không bán rẻ tiếng cười trên sân khấu Nếu em là một cô gái lương thiện Anh có cưới em không? Những chuyện đó không liên quan gì cả Tôi chưa bao giờ để tâm Nghiêm tử đao trả lời rất thật lòng Từ lần đầu tiên gặp người ấy Tôi đã thích người ấy rồi Cho tới bây giờ Cả tên họ và thân phận thật sự của người ấy E rằng tôi còn chưa nắm rõ Nhưng chẳng cần biết người ấy có lương thiện hay không Dù độc, dù ác đi chăng nữa Thì tôi vẫn thích từ tình nước mắt tràn mi, dùng nghi thức cáo biệt trịnh trọng hôn lên nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi tiểu đao, xoay bước bỏ đi. Dù độc, dù ác đi chăng nữa thì vẫn thích. Ấy là chân thành, quấn quýt, si mê, người ngoài có thể xem một ngón tay vào sao. Nên tiểu đao cậy mạnh, khéo léo từ chối đề nghị hộ tống của tô tiểu thư. Bây giờ lại thấy hối hận, hắn vị tay lên khung cửa, đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn khó lòng cất bước, xương khớp cả người rượu xã biểu tình. Hắn âm thầm tự diễu, đúng là già cả rồi vẫn cần mấy nhà hoàn nâng kiệu e rằng đêm nay phải ngủ trong phật đường của câu lạc bộ này mất điện thoại reo lên hắn cúi xuống đọc tin nhắn chính là giọng điệu thẹn quá hóa giận của ngài lăng người vừa đọc vừa ác đến đón anh về đây một tin nhắn đủ khiến hai chân nghiêm tiểu đao hết cả mềm cuộc sống của hắn đột ngột thẳng tưng thậm chí còn vô thức ngoái lại nhìn cửa sổ cân nhắc xem có nên nhảy cửa sổ bỏ chạy hay không hiển nhiên lăng hà đang nén giận chẳng những chưa cuộn chăn ném hắn ra đường mà còn tới đón người bệnh ốm yếu khó cất bước này về nhà nhưng đồng thời hắn cũng thấy kỳ lạ lăng hà luôn kịp thời nắm bắt được hành tung của hắn giống như gắn định vị trên người hắn thậm chí còn nghe được hắn và tô tinh nói chuyện nhưng tử đao chưa kịp nhắn tin trả lời bóng dáng cao lớn đã phủ kín tầm mắt hắn hắn bị người nọ dùng một tay ôm chặt sau gáy tay còn lại ấn lồng ngực ép quay về phòng lăng hà hất gót chân một cái dứt khoát sập cửa lại hơi nước dưới hồ sen và mùi cỏ quanh quẩn trong phòng hòa cùng hương trà thơm dịu dịu nghiêm tuổi đao không có sức chống cự thoạt nhìn vẫn cường tráng dẻo dai nhưng cơ bắp đã mất sức mềm mọt rồi hắn chậm rãi ngã xuống giường trúc bị lăng hà tiện thể cưỡi lên trên giữ chặt hai tay hai chân nghiêm tuổi đao nhẹ giọng vỗ về đừng quấy mà tôi đến đây làm việc đứng đắn Tôi tình biết manh mối vụ án sĩ quan lục tôi biết anh đến đây làm việc đứng đắn nhưng tôi không vui lăng hà lầm tấm mồ hôi áo cũng hơi ướt đoán chừng vừa hớt hải phóng xe tới giữa mồ hôi thậm chí còn thoang thoảng ngửi thấy mùi ghen tuông chua sót mấy tiếng trước tôi còn dịu dàng ôm anh tôi cứ không vui đấy nghiêm tử đao chẳng biết nên khóc hay nên cười đột nhiên sâu sắc lĩnh hội cái gọi là đứa nhỏ to xác này cần được người lớn dạy bảo kỹ càng một tay lăng hà chợt mò vào quần hắn nghiêm tử đao bị đau nhưng không lên tiếng bàn tay còn lại đặt giữa hai chân hắn chậm rãi luồn xuống rãnh mông, trà tấn nơi yếu ớt nọ, thể hiện rõ chủ quyền của ngài lăng. Mánh khóe càng lúc càng thành thạo khéo léo, khiến người đang xuất cao rơi vào hồn hển và co giật từng cơn. Khi tổ đao lại không thể nhúc nhích, đành phải nằm ngửa, mặc ngón tay lăng hà đùa nghịch, làm vật trong quần hắn cứng lên. Khi tổ đao không ngăn lại, cũng không định phản kháng. Chuyện tối nay, tối nay dứt điểm, ra ra vào vào thôi mà, xương cốt đao ra vẫn gánh được, nằm thì mấy họa tích góp lại cộng sổ một thể. Lăng Hà chăm chú nhìn tiểu đao, miên cưỡng dồn hết ác khí trong đầu ra ngoài. Lăng Hà khom lưng, cúi xuống bộ phận to lớn xinh đẹp đã ngẩng đầu chính giữa quần lót của tiểu đao, nhanh gọn hôn một cái qua lớp vải, sau đó lập tức sửa sang lại quần áo cho người này. Ban đầu dự định ép uổng, chờ cho anh hết góc dậy luôn. Về sau phát hiện người này đã sốt cao tới mơ màng, hồn lìa khỏi phách, ánh mắt rượu dã cả người mềm nhũn, cần gì ép uổng nữa, Thiền khem đã một tuần rồi Vợ thì phải nâng như nâng trứng Nguyên tắc này Hải Lăng vẫn hiểu Khen mấy cũng phải nhịn Lăng Hà lấy mấy chiếc khăn lạnh Hạ nhiệt độ vật lý cho tiểu đao Hai người cùng nằm trên giường Chờ đội trưởng tiết cử đồng nghiệp từ ban vật chứng tới Lấy ghi âm khẩu cung Và bức ký họa của tô tiểu thư Nghi đột đao thẳng thắn thuật lại thu hoạch Tối nay của hắn cho Lăng Hà Lăng Hà cũng đồng ý với suy luận của hắn Cổ dự đình chọn con đường tát Thần kỳ nhất bán mình hầu hạ quyền quý, một bước lên trời như diều gặp gió. Sĩ quan lục phát hiện bí mật này, có lẽ còn biết thêm nhiều sự thật khác, nên mới bị gã quân đồ dệt khẩu. Nhìn tổ đao cảm thấy rất khó tin. Lang trạ sống nhờ bản thân và ký sinh vào cường quyền, chẳng phải là trai bao hay sao? Cả gan giết người phóng hỏa, sát hại cảnh sát không cần kiêng nể, ai chống lưng cho gã? Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, bao tự phóng hỏa hí chư hầu. Khủng lắm chỉ là hai mỹ nữ vô tích sự như bị dơm. Khổ thiếu gia phải hơn bị dơm chứ. Tại sao có có thể làm mưa làm gió chẳng kiêng nể gì ai? Quý phi được sủng ái tức là đứng trên vạn người, nắm quyền sinh sát triều thần trong tay. Vì được thiên tử cưng chiều mà coi trời bằng vung. Chẳng phải của diệu đình cũng là hạng người như vậy sao? Làng hải phát hiện ví dụ này không thỏa đáng lắm, nhưng ý nghĩa cũng tương tự thôi. Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu được trích từ bài thơ số 1 trong tuyển tập ba bài Quá Hoa Thanh Cung, đi ngang cung Hoa Thanh của Đỗ Mục, kể về sự tích mỗi năm đường huyền tông đều truyền lệnh tới vùng Tứ Xuyên, sai người cưỡi ngựa phi nhanh, vận chuyển quả vải tươi tới Trường An vì Dương Quý Phi rất thích loại quả này. Nguyên văn là Trường An hồi vọng tú thành đôi, sơn đính thiên môn thứ đệ khai, nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu vô nhân chi thị lệ chi lai. Tạm dịch nghĩa là Quay lại trong Trường An như gò thêu gấm, trên đỉnh núi, nghìn cửa lần lượt mở ra, một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, quý phi mỉm cười. Không ai biết rằng ấy là quả vải đã về đến cung. Còn câu, bao tự phóng hỏa khí chư hầu. Xuất phát từ truyền thuyết kể rằng, bao tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Chủ vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, chu vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất cảo kinh việc nhà chu suy yếu bắt đầu từ đây điển tích nổi tiếng này được gọi là phóng hỏa hí chư hầu nghiên tiểu đao lắc đầu không thể tưởng tượng nổi có người lại thích gã ác ôn man dợ này mặt mũi thì bặm trợm làng hà không đồng ý với câu này ánh mắt đảo một vòng khắp toàn thân nghiên tiểu đao nhưng y không so sánh thế được tiểu đao trong mắt y vô cùng hoàn hảo khôi ngô rán giỏi tuyệt đối không phải thứ mặt mũi bạm trợm. Lăng Hà tỉ mỉ phân tích cho nghiêm tiểu đao. Chỗ dựa của cổ thiếu gia này phải cực kỳ vững chắc, đủ để cho gã bản lĩnh và can đảm tàn sát dân lành, thoải mái đùa bỡn những người biết lai lịch của gã trong lòng bàn tay, đùa chán thì giết người diệt khẩu, chẳng trách thích ra, Du đại nhân và đàm thiệu an đều phải kiêng nể của diệu đình. Nói năng cẩn trọng, né còn chẳng kịp, nên không ai chịu tiết lộ chân tướng. Chúng ta có thể đặt giả thiết, các Triệu Bân được kẻ quyền quý nào đó thu nhận để làm tay sai hành hung giết người. Lương Thông là tay sai phụ trách quyền tiền và bảo kê. Vậy thì cổ Diệu Đình là tay sai chuyên bóc vai đấm lưng, hầu ngủ cho thượng khách. Tức là nhà họ Triệu nuôi ba con chó săn. Bình thường ba chú chó săn này tương thân tương ái, nhiệm vụ đã được phân công rõ ràng. Hơn nữa còn có thể đứng ra làm lá chắn cho nhau, giúp nhau che giấu thân phận, trốn tránh tất cả nguy cơ có thể dẫn tới bại lộ hành tung. Thỉnh thoảng những con rối này ló cái đầu quái thú vinh quang, phủ phiếm ra khỏi bóng tối. Nhưng chìm sâu dưới nước lại là xác chết mục giữa, hồi thối vô cùng. Nhìn tuổi đao thỉnh lình ngộ ra thân phận và địa vị của đình gia, thậm chí lương thông trong thế trận này. Ban đầu tôi tưởng gã nhà giàu mới nổi quách triệu bân là tay chân của lương thông. Bây giờ xem ra quách triệu bân chưa chắc đã theo lệnh lương thông. Có khả năng chủ tịch lương không trực tiếp liên quan tới vụ án sĩ quan lục nếu cổ thiếu gia dùng cầm tú hoàng đình làm địa điểm để âm thầm móc ngoặc với thượng khách trong giới hưởng thụ cuộc sống bay bổng như tiên thì chủ tịch lương eo dắt bạc triệu chính là cái chum lớn bao bọc và che giấu tất cả dùng hành vi đồng lõa này để nhập hội một ngày nào đó sẽ khó tránh khỏi chúc họa vào thân lăng hà vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của tiểu đao dỗ cợt bảo anh cứ yên tâm về người bạn nhỏ họ lương đi bà anh ta cũng chẳng sung sướng gì bề ngoài vinh quang hoành tráng lắm nhưng bên trong cũng rất đầu mẻ chán chỉ sợ sau này lại bị triệu thế nhân ép thành lương hỉ nhi đợi anh và đội trưởng tiết đến cứu ấy chứ điều nghiên tử đao quan tâm không phải nhà họ lương mà là lăng công tử của hắn nghiên tử đao khẽ nói tiểu hà cậu liều lĩnh lật lại bản án cũ chẳng cai nghiền đắng truy tìm manh mối bóc trần bộ mặt thật của lương thông và cổ diệu đình đó là bởi cậu muốn vén lên cái giới bẩn thỉu đó trong giới chắc chắn không chỉ có một mình gã cặn bã cổ diệu đình chìm trong trụy lạc nhất định còn những người khác được thu nạp và chiêu mộ. Rất nhiều người trong số họ không có tội tình gì, cũng không phải họ tự nguyện xa vào, mà là bị ép buộc và lăng nhục. Ví dụ như Mạch Doãn Lương, Lưu Dịch Luân, hoặc ví dụ như... Như ai nữa? Nghiên tổ đao không nói nên lời. Đối đầu với kẻ địch mạnh, chân tướng mối thủ xưa xuyên qua sắc máu, ủa tới trước mặt y. Lăng Hà vẫn có thể duy trì bình tĩnh, nét mặt và cảm xúc không hề dao động. Cho nên, trận mưa ở Nghĩa Trang lâm loan vì tôi mà chút xuống, đó là lời nhắn nhủ của sĩ quan lục dành cho tôi. Hết tập 51. Các bạn đang được thưởng thức bộ tiểu thuyết đam mỹ Ngược dòng vung đao, tác giả Hương Tiểu Mạch, qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem tập mới nhất trên kênh Sam Audio nhé. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem. Rất mong nhận được comment của các bạn để cây ngày càng hoàn thiện hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo